Xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số các thông tin tin tức về thị trường ô tô trong nước và quốc tế với những tin chính được chúng tôi cập nhật trong những ngày vừa qua. Mẫu xe MPV Toyota Avanza đang dần chết yểu tại thị trường Việt Nam, bất ngờ tung ra phiên bản thế hệ mới, thay đổi từ ngoại thất đến nội thất. Ford Ranger 2023 bắt đầu chạy thử trên đường phố tại Thái Lan. Mazda CX-50 với mức giá khởi điểm khoảng 25.000 đô la Mỹ được định vị là mẫu xe hạng sang của Mazda, cạnh tranh với các đối thủ như BMW X2 và Mercedes-Benz GLC 200. Honda Civic SC thế hệ mới được ra mắt, sử dụng động cơ 1.5 lít, sản sinh công suất lên tới 202 mã lực. Ford Focus 2022 phiên bản Philip được ra mắt tại thị trường châu Âu. Để đến với bản tin, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Toyota Avanza thế hệ thứ 3 vừa chính thức xuất hiện tại một số các showroom ở Indonesia để chuẩn bị cho lễ ra mắt tại thị trường này. Avanza với một số tên gọi khác như Toyota Veloz, mẫu xe này và Toyota Rush được phân phối chủ yếu ở một số các thị trường đang phát triển như Nam Mỹ và Đông Nam Á. Thế hệ mới của Avanza vẫn giữ nguyên thiết kế thân xe kiểu hình hộp, bên cạnh đó với một phần trục cơ sở dài giúp cho xe tối ưu được không gian rộng rãi bên trong nội thất. Phần đầu xe của Avanza thế hệ mới trông khá giống với Toyota Corolla Cross và RAV4. Bên trong nội thất xe nổi bật với phần màn hình cảm ứng có kích thước cỡ lớn. Đây có thể là loại chín inch giống trên Toyota Zaire. Ngoài ra, những nâng cấp đáng chú ý trên Avanza thế hệ mới phải kể tên tới như khởi động bằng nút bấm Start-Stop thay cho chìa khóa bằng cơ, phanh tay điện tử thay cho dạng cơ học. Cần số cũng được tinh chỉnh lại trông hiện đại và phù hợp với xu thế chung hơn. Nhiều khả năng mẫu xe này vẫn được xây dựng trên nền tảng khung ngầm DNGA của Daihatsu giống trên Toyota Zaire. Toyota Avanza mới sẽ dùng chung động cơ với Toyota Zaire, bao gồm loại 3 xi lanh 1.0 lít tăng áp, công suất 98 mã lực, mô men xoắn đạt 140 Nm và động cơ 1.2 lít hút khí tự nhiên, sản sinh 88 mã lực, mô men xoắn đạt 113 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT. Với thông số trên, mình cho rằng là mẫu xe này có khả năng vận hành khá là yếu so với các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7. Các mẫu xe trong phân khúc đều được sử dụng động cơ 1.4 hoặc 1.5 lít. Ford Ranger 2023 thế hệ mới được bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm tại Thái Lan. Tổng thể ngoại thất xe, Ranger mới có nhiều nét tương đồng với người đàn em Ford Maverick, đặc biệt là phần đầu xe với đèn pha hình chữ C, thanh ngang to bản nối liền hai đèn pha và chia thành phần lưới tản nhiệt ra làm hai. Phía đằng sau, cụm đèn hậu được thiết kế lại có kiểu dáng hình chữ nhật, mâm xe có thiết kế 6 chấu mới hai tông màu. Ngoài ra, hai bánh sau đã chuyển sang sử dụng phanh đĩa thay vì phanh tăng trống như các phiên bản cũ. Nhiều khả năng Ford Ranger thế hệ mới sẽ có thêm phiên bản sử dụng động cơ plug-in hybrid, cụ thể, động cơ 4 xi lanh 2.3 lít tăng áp sẽ kết hợp với động cơ điện sản sinh ra 362 mã lực và 680 Nm. Và nếu như so sánh với các đối thủ như Toyota Hilux và Mitsubishi Triton thì rõ ràng Ranger vẫn nằm ở thế thượng phong về công suất mã lực. Thị trường đầu tiên cho ra mắt mẫu xe này là Australia và Thái Lan, tiếp sau đó sẽ là Mỹ và cuối cùng có thể sẽ về thị trường Việt Nam vào cuối năm 2023. CX-50 có kiểu dáng giống coupe hơn để tạo ra sự khác biệt so với Mazda CX-5 và được định vị là mẫu xe hạng sang của Mazda, cạnh tranh với những cái tên như BMW X2 và Mercedes-Benz GLC 200. Xe được trang bị hệ thống đèn pha có thiết kế nhỏ hơn so với những mẫu xe còn lại của Mazda. Dải đèn LED chạy vào ban ngày sử dụng cách tạo hình chữ L thường thấy trên những mẫu xe của BM. Phía bên dưới cản ba đợt sốc đằng trước là khe hốc hút gió bổ sung đi kèm với dải đèn LED nhỏ. Mazda CX-50 sẽ ra mắt vào tháng 11 trong năm nay, sử dụng chung nền tảng khung gầm với Mazda 3 và CX-30. Chiếc crossover này có thể sẽ được trang bị thêm hệ thống dẫn động 4 bánh hoàn toàn mới của Mazda. Các phiên bản thấp hơn có khả năng sẽ được chuyển sang sử dụng hệ thống dẫn động cầu sau. Nhiều khả năng CX-50 sẽ được trang bị khối động cơ tăng áp dung tích 2.5 lít, sản sinh ra 250 mã lực tương tự với CX-5 và Mazda 3. Cá nhân mình cho rằng CX-50 sẽ còn phải làm rất nhiều điều mới có thể tiệm cận được phân khúc hạng sang, cạnh tranh được với các đối thủ đến từ Đức. Lý do vì xe không chỉ đơn thuần là phải có thiết kế mới, nền tảng khung gầm hoàn toàn mới, mà về khả năng vận hành cũng phải có sự khác biệt, chứ không thể sử dụng động cơ cũ được. Sẽ rất khó cho CX-50 ở tại thị trường Mỹ và châu Âu nếu như xe không có một cái mức giá bán hấp dẫn hơn so với các đối thủ.
Honda Civic SE có rất nhiều điểm nổi bật, thay đổi cả về ngoại thất, nội thất lẫn khả năng vận hành. Xe chỉ có duy nhất một biến thể là sedan với kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 4.674mm x 1.800mm và 1.415mm. Chiều dài trục cơ sở dài hơn 35,5mm và chiều rộng cơ sở cầu sau lớn hơn 12,7mm giúp cho Civic SE tăng khả năng bám đường và ổn định khi xe chạy ôm cua ở những giải vận tốc cao. Điểm nổi bật ở phần ngoại thất trên Civic SE nằm ở một bộ la răng hợp kim nhôm có cách tạo hình với 5 chấu kép được sơn đen mờ đi cùng với lốp Goodyear 23540. Bên cạnh đó là một hệ thống ống xả kép mạng chrome. Bên trong nội thất phong cách thể thao được thông qua phần màn hình tablo 7 inch đi cùng với màn hình giải trí cảm ứng kích thước 9 inch. Đặc biệt phần ghế lái và ghế phụ mang đậm phong cách hiệu năng cao, sử dụng hai tông màu đen và đỏ, rất hài hòa với tổng quan thiết kế nội thất xe. Xe được trang bị hệ thống 12 loa Bose, hứa hẹn sẽ đem tới không gian âm nhạc đẳng cấp cho người dùng. Honda Civic SE thế hệ mới vẫn được sử dụng động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1.5 lít, sản sinh ra công suất 202 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 260 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và tính năng Rest Matching. Do vậy thì hơi đáng tiếc, mẫu xe này chỉ được trang bị hệ thống dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, theo thông tin đến từ phía nhà sản xuất, mẫu xe này chỉ có khối lượng không tải ở mức là 1.338kg. Vì vậy, Civic SE có khả năng tăng tốc từ 0 lên 96km/h chỉ trong vòng 6,8 giây, một con số rất ấn tượng với một mẫu xe sedan hạng C. Honda Civic SE sẽ có mặt tại các đại lý Nhật Bản, Bắc Mỹ và châu Âu với mức giá dự đoán khoảng 27.000 USD, tương đương với khoảng 613 triệu đồng tiền Việt. Ford Focus thế hệ thứ tư sẽ được giới thiệu với hai biến thể là hatchback và wagon với các phiên bản như Active, Connectus, Titanium, Trend, ST-Line và ST. Điểm nổi bật ở phía ngoại thất xe nằm ở phong cách thiết kế với rất nhiều những đường gần ấn tượng, đèn pha và đèn hậu công nghệ LED được tinh chỉnh lại, trông hiện đại và tương lai hơn so với thế hệ cũ. Điểm thay đổi rõ rệt nhất bên trong khoang lái nằm ở phần màn hình trung tâm giải trí cảm ứng có kích cỡ lên tới 13,2 inch, hỗ trợ hệ điều hành Sync 4 mới nhất. Thông qua hệ thống 4Pass, người lái có thể dễ dàng kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto, cũng như nâng cấp phần mềm qua Internet. Ở trên phiên bản tiêu chuẩn, xe vẫn được sử dụng khối động cơ EcoBoost dung tích 1.0 lít, công suất 100 mã lực hoặc 125 mã lực chung với Ford Fiesta. Phiên bản cao cấp hơn sử dụng động cơ mild hybrid kết hợp với motor điện nhỏ 48V, cho ra tổng công suất là 125 mã lực hoặc 155 mã lực, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp hoặc 7 cấp ly hợp kép. Ngoài ra, Ford vẫn duy trì phiên bản sử dụng động cơ diesel EcoBlue 4 xi lanh 1.5 lít, sản sinh ra khoảng 95 mã lực hoặc 120 mã lực, đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp số. Mặc dù thị trường châu Âu giờ đây có rất nhiều quy định khắt khe về tiêu chuẩn khí thải cho xe du lịch sử dụng động cơ dầu. Riêng phiên bản cao cấp nhất là Ford Focus ST sử dụng động cơ EcoBoost 4 xi lanh dung tích 2.3 lít, sản sinh ra công suất lên tới 280 mã lực và mô men xoắn đạt 420 Nm. Tại Anh, Ford Focus Trend, ST-Line và ST có mức giá khởi điểm lần lượt là 30.800 đô la, 33.700 đô la và 46.500 đô la. Ở tại thị trường Việt Nam, Ford Focus đã bị khai tử do số lượng xe bán ra không được nhiều. Bên cạnh đó, Ford Việt Nam muốn chuyển dịch hẳn sang các dòng xe gầm cao SUV 7 chỗ, crossover 5 chỗ và xe bán tải. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 57 của Auto Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.